Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng, năm 2022, rất nhiều vận may và giàu như vũ bão. Vâng, xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, mến chúc quý vị và các bạn luôn gặp sự lành, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vâng, thưa quý vị, tử vi học có nói thì mỗi người sinh ra đều mang một số mệnh giàu nghèo khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng gặp được may mắn ngay từ những ngày đầu đời. Để có được thành công, họ phải đối đầu với rất nhiều những khó khăn, thử thách, trắc trở mới tìm được thành quả cho mình. Cứ mỗi một năm trôi qua thì chắc chắn rằng ai trong số chúng ta cũng mong năm mới mình sẽ được nhiều may mắn. Trong năm 2022 Nhâm Dần thì quý anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, nữ mạng, được ông trời ban rất nhiều phúc đức. Không những may mắn mà tài lộc cũng dồi dào. Đặc biệt là nửa đầu năm 2022 Nhâm Dần thì quý nữ mạng sinh năm 1972 Nhâm Tý sẽ nắm bắt được cơ hội giàu có, làm giàu có 102. Hơn nữa, những người tuổi Nhâm Tý nữ mạng trong năm 2022 sẽ gặp được quý nhân giúp cho cuộc sống của họ bước sang trang mới. Thưa quý vị, phần luận giải lá số tử vi ngày hôm nay mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ được sự tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Qua việc xem lá số tử vi cho tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng thì sẽ giúp cho quý vị nắm được toàn bộ vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp cũng như là phần tình duyên gia đạo của mình. Nào, ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 nữ mạng. Nữ Nhâm Tý năm nay đã 50 tuổi, là cây cổ thụ ở cơ quan làm việc, kinh nghiệm làm việc dày dặn và vững chắc. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 nữ mạng 50 tuổi, có vận trình tổng thể không được khả quan, mọi mặt sa sút so với năm cũ, chủ yếu là do ảnh hưởng của các hung tinh. Năm nay Nhâm Tý nữ mệnh không phạm thái tuế, tuy nhiên tuổi này sẽ bị tấn công bởi hung tinh Thiên Cẩu và Điếu Khách. Tài vận và sức khỏe không như ý. Về sự nghiệp, dù có hộ mệnh của sao may mắn là bát tọa, nhưng vận trình sự nghiệp của người tuổi Chuột vẫn không trong tình trạng đứng ngồi không yên. Về phần tình cảm giữa người tuổi Tý và người bạn đời khá ổn định, vợ chồng sống rất tình cảm, gia đạo thuận hòa, gia đình sẽ không có xáo trộn lớn. Để cho năm 2022 Nhâm Dần có được nhiều thành công và may mắn hơn, quý gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây là lệnh phù để nghênh đón thái tuế năm Nhâm Dần, là hạ ngạc đại tướng quân. Mang theo kim bài thái tuế đặt trong ví và trong túi hay sau ốp điện thoại để được thái tuế tương trợ. Năm 2022 được may mắn và bình an. Hơn nữa, kim bài thái tuế tại phong thủy lộc tài đã được thầy khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng. Vậy nên, vật phẩm sẽ phát huy công năng phong thủy tốt nhất. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Năm 2022 tới đây, dưới sự tấn công của sao hung tinh Thiên Cẩu, vận may sự nghiệp của một số người tuổi Tý có thể bị ảnh hưởng trong năm nay. Nhưng may mắn thay, được sự phù hộ của sao may mắn bát tọa cho nên sẽ không có nhiều biến động lớn. Nữ Nhâm Tý năm nay đã 50 tuổi, là cây cổ thụ ở cơ quan làm việc, kinh nghiệm làm việc dày dặn vững chắc. Nếu có sai sót trong sự nghiệp thì ảnh hưởng cũng không có gì đặc biệt. Sự kiện lớn nhất là vận may công việc của bạn trong năm nay có thể cải thiện đôi chút, hầu hết đều không có tiến triển gì thêm. Tài lộc đánh giá 4 sao. Trong năm Nhâm Dần 2022, vận trình tài lộc của người tuổi Tý có thể sẽ tương đối sa sút. Dưới sự tấn công của sao hung tinh, tài vận của người tuổi Tý giảm mạnh, không chỉ phần dương khí của họ bị ảnh hưởng mà quỹ tiết kiệm và lương hưu của bản thân trong năm cũng bị lung lay. Vì vậy, người tuổi Tý phải quan tâm nhiều hơn đến cái túi tiền của bản thân trong năm này, đưa ra những chuyển biến tích cực phù hợp để tránh bị tổn thất nghiêm trọng do tài lộc sa sút. Các chuyên gia phong thủy khuyên các gia chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là pháp khí của nhà Phật, trên có khắc lục tự đại minh chú cùng với thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi đeo vật phẩm bên mình, sẽ được thần Phật che chở, giúp khai thông trí tuệ, làm cho đường công danh sự nghiệp và tài lộc được khai mở, mang lại may mắn cho người tuổi Nhâm Tý. Tình cảm đánh giá 5 sao. Người tuổi Tý 50 tuổi có vận trình tình cảm tương đối ổn định trong năm nay.
Trong năm Nhâm Dần, tình cảm của người tuổi Tý không bị hung tinh làm ảnh hưởng, cho nên vận trình khá suôn sẻ, lạc quan. Mặt khác, người tuổi Tý và nửa kia đã ở bên nhau nhiều năm, giữa các bạn đã nảy sinh tình cảm chín muồi từ lâu, càng ngày càng thấu hiểu, vợ chồng cùng nhau chung tấm lòng, đạo nghĩa. Bên cạnh sự phát triển ổn định trong mối quan hệ với bạn đời, người tuổi Tý còn có mối quan hệ cha mẹ con cái khá hòa thuận, con cái hiếu thảo, gia đình hạnh phúc hòa thuận, diễn biến tình cảm trong gia đình cũng rất êm ấm. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 nữ mạng, mà sức khỏe có phần đáng lo ngại hơn những mặt khác, phần lớn nguyên nhân là do những trận đòn nặng hơn của sao điếu khách. Trong sau này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tuổi Tý mà còn khiến cho cơ thể của người này suy yếu dần. Đồng thời, hung tinh này còn có thể gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của bạn, thậm chí là có điểm đổ máu. Vì vậy, Nhâm Tý năm nay càng phải cảnh giác cao độ, đừng để các sao hung tinh suối quẩy làm hại bạn. Hung cát, hung tinh, điếu khách, thiên cẩu sẽ là hung tinh làm hại nữ Nhâm Tý năm 2022. Sao điếu khách là sao chủ về bệnh tật, đau yếu, tai nạn, hao tài, tang khó. Sao thiên cẩu thì chủ kỵ xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Cát tinh, nữ Nhâm Tý có bát tọa cát tinh hộ mệnh. Sự nổi bật của chòm sao này chính là sự ung dung và thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời. Vậy nên những người tuổi Nhâm Tý cần phải luôn đeo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được bình an và may mắn. Vòng sử dụng bộ tam hợp quý thần. Theo tuổi Nhâm Tý, khi mang theo vòng bên mình sẽ được quý thần tương trợ, mọi công việc được hanh thông thuận lợi, giúp cho các mối quan hệ trong gia đình cũng như trong công việc được hòa hợp, may mắn. Khi mọi chuyện hòa hợp thì không còn xung khắc, được quý nhân tương trợ trong mọi việc hanh thông, từ đó khai mở kho tài lộc, giúp cho gia chủ Nhâm Tý được cuộc sống giàu sang, phú quý. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 nữ mạng, từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, thời gian từ 4 tháng 2 năm 2022 đến 5 tháng 3 năm 2022, đánh giá 5 sao. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong tháng 1 khá tốt. Trong khoảng thời gian Tết Nguyên đán, người tuổi Tý được nguồn năng lượng tích cực bao bọc, cho nên vận trình tài lộc hanh thông, ổn định về mọi mặt. Nhưng suy cho cùng trong tháng này, bạn khá bận rộn, bạn cảm thấy hơi mệt mỏi vì lắm việc phải lo. Vì vậy, người tuổi Tý cũng nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý trong giai đoạn này, đừng để bản thân quá vất vả. Tháng 2, thời gian từ 5 tháng 3 năm 2022 đến 5 tháng 4 năm 2022, đánh giá 3 sao. Tài vận của nữ tuổi Tý có phần sa sút trong tháng này. Dưới sự tấn công của sao hung tinh thiên cẩu, tài lộc tương đối sa sút, đặc biệt là các khoản chi tiêu hàng ngày đều tăng lên, phần lớn là dành cho con cái. Bạn khá bất lực trong việc quản lý tài chính. Nhiều quý cô tuổi này lâm vào cảnh đau đầu chỉ vì trả nợ cho con cháu. Tháng 3, thời gian từ 5 tháng 4 năm 2022 đến 5 tháng 5 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận trình trong tháng này có chút gập ghềnh, bị ảnh hưởng bởi hung tinh, bạn dễ bực bội và nổi nóng. Không chỉ vậy, một số người còn dễ bị khoảng cách thế hệ và sự ghẻ lạnh giữa vợ chồng và con cái trong tháng này, dẫn đến hai bên thường xuyên xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn gia đình. Vì vậy, quý cô tuổi Tý nên tiết chế tính nóng của mình. Khi đối xử với con cái, đừng quá khắt khe, kẻo sinh ra bất mãn. Tháng 4, thời gian từ 5 tháng 5 năm 2022 đến 6 tháng 6 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý trong tháng này không được lý tưởng, bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh, điếu khách và tiết thanh minh. Người tuổi Tý dễ bị ảnh hưởng bởi những nguồn năng lượng tiêu cực. Trong tháng này, một số người dễ bị trầm cảm, trường hợp nặng có thể phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Vì vậy, người tuổi Tý nên điều chỉnh tâm lý trong tháng này. Nếu cảm thấy có chuyện căng thẳng cũng như là chuyện chẳng lành, thì nên tâm sự với những người xung quanh, đừng tạo áp lực và gánh nặng cho bản thân. Tháng 5, thời gian từ 6 tháng 6 năm 2022 đến 7 tháng 7 năm 2022, đánh giá 5 sao. Người tuổi Tý 50 tuổi có vận trình sự nghiệp khá tốt trong tháng này. Trong tháng này được sự trợ giúp của sao may mắn bát tinh, cho nên vận trình công việc của bạn khá khả quan. Đặc biệt, một số người sẽ có cơ hội vượt qua giai đoạn bế tắc trong sự nghiệp với sự trợ giúp của bát tinh tọa, cho nên trong tháng này sẽ phát triển hơn nữa. Tháng 6, thời gian từ 7 tháng 7 năm 2022 đến 7 tháng 8 năm 2022, đánh giá 5 sao. Trong tháng 6, vận may trong các mối quan hệ cá nhân của bạn được cải thiện với sự phù hộ của các vì sao tốt, nữ mệnh có cơ hội gặp gỡ những đối tác có cùng sở thích trong tháng này.
bạn có thể thường xuyên gặp nhau trong công viên tập thể dục, đánh cờ hoặc nói chuyện, cuộc sống thật nhàn nhã, thoải mái. Bạn cũng có thể tập yoga và rèn luyện sức khỏe tinh thần cho mình. Tháng 7, thời gian từ 7 tháng 8 năm 2022 đến 7 tháng 9 năm 2022, đánh giá 3 sao. Trong tháng 7 âm lịch, chịu ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, người tuổi Tý dễ bị mệt mỏi, uể oải trong tháng này, làm gì cũng thiếu tập trung, dễ mà hỏng việc. Nữ tuổi Tý nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn trong tháng này. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy thư giãn một cách hợp lý và đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Tháng 8, thời gian từ 7 tháng 9 năm 2022 đến 8 tháng 10 năm 2022, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng này cũng không mấy lạc quan. Dưới ảnh hưởng của sao hung tinh, một số người tuổi này có sức khỏe không tốt, dễ bị ốm đau, cơ thể sinh ra khó chịu, bực bội. Vì vậy, người tuổi Tý nên chăm sóc cơ thể thật tốt trong tháng này, đồng thời không nên làm việc quá sức. Tháng 9, thời gian từ 8 tháng 10 năm 2022 đến 7 tháng 11 năm 2022, đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm của người tuổi Tý khá suôn sẻ trong tháng này. Mối quan hệ với nửa kia rất ổn định, người tuổi Tý tháng này khá hạnh phúc. Trong tháng này nữ mệnh có thể tận dụng kỳ nghỉ để đi chơi với bạn đời của mình để hâm nóng tình cảm. Tháng 10, thời gian từ 7 tháng 11 năm 2022 đến 7 tháng 12 năm 2022, đánh giá 3 sao. Tháng 10 âm lịch, dưới sự tấn công của sao hung tinh, nữ nhân Tý có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, đặc biệt những vụ tai nạn liên quan đến thương tích và tử vong luôn thường xuyên có nguy cơ xảy ra, đe dọa đến an toàn tính mạng của người tuổi này mọi lúc. Bạn nên chú ý đến sự an toàn của bản thân hơn trong tháng này, cố gắng tránh những nơi nguy hiểm càng nhiều càng tốt. Đồng thời, bạn cũng nên tránh ra ngoài quá nhiều trong tháng này, lái xe phải cảnh giác và tuân thủ luật lệ giao thông. Tháng 11, thời gian từ 7 tháng 12 năm 2022 đến 5 tháng 1 năm 2023, đánh giá 5 sao. Tuổi Nhâm Tý trong tháng này vận thế rất bình thường, về cơ bản sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Tuy nhiên, người tuổi Tý vẫn cần phải chú ý đến tài lộc nhiều hơn. Do bản thân phải lo việc gia đình nội ngoại nên số tiền bạn phải chi ra rất nhiều. Đừng quá xa hoa lãng phí, nếu không sẽ bị phá tài, hao tài. Tháng 12, từ 5 tháng 1 năm 2023 đến 4 tháng 2 năm 2023, đánh giá 4 sao. Vận trình của người tuổi Tý trong tháng này có thể hơi bận rộn, đặc biệt là chuyện gia đình. Càng đến gần Tết thì người tuổi Tý càng phải lo lắng nhiều. Đa số nữ mệnh có thể hơi mệt mỏi và kiệt sức trong tháng này vì lo đủ thứ chuyện không tên cho Tết Nguyên đán đang tới gần. Tuổi Tý nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng tạo áp lực quá lớn cho chính bản thân mình và nên kết hợp làm việc, nghỉ ngơi hợp lý. Kết luận, trên đây là tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, năm 2022 nữ mạng. Kính chúc quý bạn một năm mới bình an và suôn sẻ. Hy vọng quý độc giả nói chung và người tuổi Tý nói riêng có thể hình dung được về tình hình của mình trong năm mới và từ đó có được những quyết định chính xác cho bản thân mình để giúp lên đời đổi vận. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2022 Nhâm Dần, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh, cùng với đó là chọn vào tín hiệu quả chuông ở bên góc phải màn hình để sẽ luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo về video mới nhất cập nhật về kiến thức tử vi phong thủy quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.